Chào mọi người, và hiện tại là chúng ta đang đến với cả hậu trường photoshoot của B36. Hiện tại đã đang đến phần chụp hình của em Mood Kenji. Vâng, có thể thấy là hôm nay Kenji rất là đen. Đấy là bộ đồ đen chứ không phải là đen tối hay là đen đủ gì cả. Còn ngược lại với cả Kenji thì cũng là một em Mood khác, là Kira. Hôm nay nhìn rất là retro, rất là dynamic. Nhìn như một cô nàng mới chớm nở nụ hoa. Đâu gì Việt Thi? Dạ, hôm nay tụi mình đi chụp photo ạ. Hôm nay nhìn Việt Thi có vẻ buồn vậy? Dạ, mình mệt ạ. Thật sự là có qua tới 3 giờ sáng mình mới ngủ. Xong trưa nay mình chạy vòng ngoài nắng để mua đồ makeup. Anh dám xấu. Anh filler cho, filler cho. Filler cho. Thôi to. Ngon không? Rất ngon. Việt Thi xấu anh cho xin cái đuổi đi ngủ cái không có đũa. 24. Đây là chị quản lý nè. Có đũa không? Chị quản lý cắt cơm bánh nhoe. Có đũa không? Không có đũa. Có bụng không? Quay ngồi lại. Quay lại. Viên đang rất là winner với cả Hana thì đã xong phần chụp solo rồi. Bây giờ là các thành viên còn lại đang chuẩn bị. Bây giờ mọi người cùng đón chờ bộ ảnh sắp tới của nhóm B36 nhé. À, nhớ chưa? À, chân lên, nhớ mình đó. À, kia. Hôm nay là buổi chụp hình của B36 và mình sẽ mang đến cho các bạn những tấm hình đẹp nhất, mới mẻ nhất, đập bỏ đi những cái phong cách của các cô cậu bé. Nhìn có vẻ cô cậu bé không? Nhìn có vẻ cô cậu bé không? Mình trưởng thành hơn với phong cách cũng là cô cậu bé nhưng mà này đây có thể nhìn quan sát của Hana ngày hôm nay rất là cô cậu bé. già đầu nhất, già nhất, nhỏ trẻ nhất. Anh đẹp lắm mọi người nhé, tin cho Hana nha, tin cho cả nhóm luôn. When skin fresh trim and your hands on him, you better send go ham, go loony bin, kingpin, ice wet like Mila Chin. You're messing with the London Dun, you better run 5-4-1-1-1. I got the gun and it goes rap up a pum pum. I'm like the sun burn chicks, pop up fun fun fun.
They say work it, baby. They say work it, baby. They say work it, baby. Make that cash. Hôm qua mọi người cứ xem kênh rap đi nhỉ. Yeah. Và hôm nay là một bản live hoàn toàn. Và hy vọng mọi người sẽ thích. Yeah. Gọi anh này là thạch xanh, đúng sẽ được cho anh cứng như là thạch anh cắn. Mới là nhạc rằm, gọi anh kia là lý thông. Được anh cho chị quý ông làm chi đôi phí công. Gọi anh này là thạch xanh, đừng bao giờ để chặt anh cứng như là thạch anh cắn. Mới là nhạc rằm, gọi anh kia là lý thông. Được anh cho chị quý ông làm chi đôi phí công. Còn chưa bắt được từ ngày xưa ta đã cố lấy những vợ ơn ngay từ giữa trên trưa mà đứng yên mà trời lời mà góc vào tai như cái tâm đã phải tình nơi anh có chóc là sai và bao nhiêu chưa cho ra họ bắt anh là sai trái đi đường xoay thăm gần đùi cho thoải mái tập làm trai hư tỏ ra mình phải square bong chen làm chi nói thật anh chẳng khoái nghe lời lý thông chứ không chẳng tin trái đất vẫn xoay anh cứ lặng thinh thứ bao nhiêu người nhìn lại công công và bây bị lạc bạc thôi anh không chậm nhưng mà siêu như cái kia là đến ngay cứ đưa anh đi tôi lại cảm bậy tôi là một người anh ta chịu đâu chỉ có mọi người vẫn sống vì nhau có người nói giúp người là thiệt nếu muốn giúp thì phải được việc ê ê tiêu chuẩn của mọi người khác gì nếu muốn giúp phải có giá trị người xấu đã lấy với tờ tiền đã lấy với tờ tiền để lấy với sơ hiền cuộc sống khắc nghiệt nên ranh giới của thiên tai và thiên tai chỉ mong manh khi ta đổi mình tự huyền có anh đây là thạch xanh nên mình tên để chặt anh cứng như là thạch anh cắn với là nhặt răng gọi anh kia là lý thông được gây ra cho quý ông làm chi đâu phí không gọi anh đây là thạch xanh nên mình tên để chặt anh cứng như là thạch anh cắn với là nhặt răng gọi anh kia là lý thông được gây ra cho quý ông làm chi đâu phí không làm chi đâu phí không.